Thưa quý vị, trước nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh trong khu dân cư đã bị phong tỏa cách ly y tế của 5 phường thuộc quận Sơn Trà, Công an thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu Công an quận Sơn Trà tuyệt đối tuân thủ phương châm nội bất xuất, ngoại bất nhập trên địa bàn quận, đồng thời cấm tuyệt đối người không phận sự vào khu cách ly, kể cả công an, báo chí, các đoàn từ thiện. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong các khu cách ly thuộc quận Sơn Trà. Để được theo chân đoàn kiểm tra công tác phòng dịch trong các khu vực cách ly của quận Sơn Trà, phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng cũng phải mặc đồ bảo hộ, khẩu trang, găng tay, kính chống giọt bắn, kín mít để tác nghiệp. Sau khi qua nhiều chốt chặn kiểm soát, chúng tôi vào được bên trong các khu vực dân cư phong tỏa, cách ly y tế. Nhìn chung, người dân chấp hành rất nghiêm chỉ thị 05 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đặc biệt thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Tuy nhiên, trong các kiệt hẻm, người dân vẫn còn tụ tập quá 2 người và được lực lượng chức năng nhắc nhở. Qua một tuần tổ chức tuần tra, kiểm soát, công an 5 phường trong khu vực phong tỏa thuộc quận Sơn Trà đã phát hiện lập biên bản xử lý 100 trường hợp, ra quyết định xử phạt hơn 600 triệu đồng. Trong đó, phường có người dân vi phạm nhiều nhất là Nại Hiên Đông 49 trường hợp, phường Mân Thái ít nhất là 8 trường hợp. Chúng tôi thì đã tiến hành coi như thành lập 3 cái tổ tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường, và chúng tôi tăng cường 3 cái chốt mềm kiểm soát chặt chẽ, không cho công dân mà không có cái lý do chính đáng ra vào các chốt. Để kiểm soát tốt người và phương tiện ra vào 5 địa phương trên, Công an thành phố đã tăng cường thêm cho Công an quận Sơn Trà 160 cán bộ chiến sĩ để triển khai bổ sung thêm chốt chặn các hẻm trong khu dân cư, ít nhất mỗi chốt 2 người, lập thêm các tổ chống dịch trong cộng đồng, phong tỏa những đường ngang, ngõ tắc. Đa phần người dân là chấp hành rất nghiêm các cái yêu cầu của cơ quan chức năng trong việc phòng chống dịch. Gần như là các hộ gia đình đều nhà cách nhà. Tuy nhiên vẫn một số trường hợp do cái điều kiện khó khăn về lương thực thực phẩm cho nên vẫn đi ra ngoài. Thì tất cả những trường hợp chúng tôi đều nhắc nhở và nếu chống đối thì chúng tôi cương quyết xử lý theo quy định của chỉ thị 05. Bên cạnh đó, tổ kiểm soát người và phương tiện lưu thông qua các chốt cũng được tăng cường, phối hợp với địa phương kiểm tra, thu hồi giấy đi đường không đúng quy định, lập danh sách thống kê định kỳ hàng ngày, lên danh sách các đơn vị cấp giấy đi đường không đúng quy định để báo cáo cấp trên xử lý nghiêm theo pháp luật.